Hello, xin chào tất cả mọi người và chào mọi người đến với kênh Chiếu Năm Phong TV và mình là Bạch. Thì như mọi người đã biết thì cả Sài Gòn nói riêng cũng như là Việt Nam nói chung, chúng ta đang bắt đầu bước vào cái thời điểm mà không khí nó có một chút se se lạnh hoặc là rất là lạnh. Thì trong thời điểm này mà anh em nào mà chưa có gấu thì What the hell? Nhưng mà nói chứ thì cái thời điểm này thì mình sẽ giới thiệu với anh em ba chai nước hoa gọi là mùa đông không lạnh. Có lạnh như thế nào thì mọi người xức cái mùi hương này cũng sẽ rất là ok. Nếu như các bạn có dắt crush đi hẹn hò thì mình nghĩ là Noel này cũng sẽ tới cùng chuyện luôn. Ok, và bắt đầu video thôi. Đầu tiên là chai nước hoa Encrenor đến từ nhà La Lif. Thì đây là chai nước hoa mà mình phải nói là nếu các anh em thích một mùi hương mà nồng mà kiểu giá cả phải chăng một chút á, thì đây chắc chắn là một chai nước hoa mà anh em nên tìm kiếm. Thì cái tông hương đầu tiên nó mở ra là một cái mùi hương gỗ khô của cây bách. Sau đó thì nó là một mùi hương của vetiver mà mình nghĩ nó là vetiver Ấn Độ tại vì nó có một cái mùi đất khô. Và cuối cùng là mùi hương cashmere thì nó làm cho mùi hương này nó mịn cũng như là ngọt hơn. Thì nếu như các bạn tưởng tượng thì mùi hương này, nếu các bạn hay đi nhà thờ thì các bạn sẽ biết là cái mùi hương cầm ở trong đó nó y chang cái mùi hương ở trong đây luôn, mặc dù nó không có sự xuất hiện của một mùi hương cầm nào hết. Và theo nhiều người đánh giá thì đây là một chai nước hoa phải nói là có một cái tông mùi rất là buồn và nó khá là tối. Nó là buồn giống như là chuyện tình mùa đông của các bạn vậy á. Nó buồn giống như là chuyện tình mùa đông các bạn vậy. Nhưng mà mình nói thiệt là cái mùi hương này nó khá là trầm và tối. Và tuy nhiên là các anh em phải sử dụng nó trong mùa đông và chỉ dùng trong mùa đông thôi. Nếu các bạn dùng trong những cái mùa khác thì mình, nhất là ở Việt Nam, thì mình nghĩ là nó không hoàn toàn phù hợp và các bạn đang giết những người xung quanh bằng cái mùi hương của các bạn đó. Và chai nước hoa thứ hai, Dolce & Gabbana Intenso. Thì theo những cái bình luận, những cái đánh giá mà Bạch đã đọc về chai nước hoa Intenso này để làm cho mọi người ấy, thì mình thấy là nhiều người nói là chai nước hoa này nó có phần nó tươi, nó mát. Và mình kiểu wow, không thể nào luôn. Và cái chai nước hoa này đối với mình nó là một cái mùi hương đầm, nồng và đầm, dù nó có hơi một chút xanh xanh. Và nếu như nhiều người nói chai nước hoa này có thể sử dụng quanh năm thì kiểu no. Nếu như các bạn ở Hà Nội mà các bạn nhất là mùa hè các bạn xức cái chai nước hoa này thì mình nghĩ là toàn thiệt sự mọi người. Thì tầng hương đầu tiên nó mở ra nó là một cái sự mùi hương, nó đúng là nó sẽ có mùi hương tươi của nước và lavender đó. Nhưng mà cái phần tươi này nó xuất hiện chỉ là một chút mà thôi, sau đó thì nó lại xuất hiện của mùi thuốc lá. Thuốc lá nó không rõ để các bạn nghe nhưng mà nó sẽ làm cho mùi hương nó đặc hơn. Và tiếp theo là nó có mùi hương clary sec, cái mùi hương thủy sinh để nó cân bằng cái mùi hương lại. Cuối cùng thì nó vẫn là mùi hương cây bách nó xuất hiện để nó làm cho mùi hương này nó khô và nó có phần đặc hơn một chút. Thì đây là một chai nước hoa mà mình phải nói là cái tầng hương sau ấy nó có một cái, Bạch nói hơi kỳ một chút nhưng mà Bạch cảm nhận nó giống như cái mùi hương bột giặt ấy. Và đây là một chai nước hoa mình thấy hoàn toàn phù hợp cho những cái môi trường công sở. Và tất nhiên là công sở này mọi người có thể sức vào mùa thu hoặc là mùa đông. Nếu mà nó chai nước hoa này tươi thì mình nói là nó có tươi, nhưng mà là nó tươi khi mà so sánh với Encrenor mà thôi. Chứ kiểu tươi không cần tưới để sức mọi dịp trong năm thì mình nghĩ đây là không phải là một chai nước hoa mà các bạn đang tìm kiếm. Còn độ bám mùi của chai nước hoa này thì mình thấy khá là ok, từ 6 cho đến 8 tiếng đủ cho mọi người có thể đi làm một cái thời gian văn phòng. Và chai nước hoa cuối cùng, Burberry London For Men. Thì đây là chai nước hoa mà mình đã review rất là nhiều luôn. Và hôm nay thì mình muốn nói nhanh lại với mọi người thôi. Thì đây là chai nước hoa có mệnh danh là Christmas in Bottle, hay còn gọi là Giáng sinh ở trong một cái chai á. Thì tại sao nó lại có tên như vậy? Thì trong chai nước hoa này nó là một cái hỗn hợp vừa da nè, vừa quế, là một mùi hương cây cây nồng nồng. Và sau đó là một mùi hương thuốc lá xuất hiện. Và thuốc lá này nó xuất hiện đúng chất giống như là một cái tông hương chủ đạo của chai nước hoa này luôn ấy. Và nghe tới đây thì mình nghĩ là mọi người đang nghĩ là tại sao chai nước hoa này nó có tên là Christmas đúng không? Nó là một cái mùi hương kiểu nồng cho một cái mùa đông ấy. Và nếu như cái khi mà cái mình xức cái mùi hương này thì mình có một cái cảm giác là nhiều người sẽ tự nghĩ là vậy là cái mùi hương này nó sẽ rất là nồng đúng không? Nó không có, nó sẽ gắt đúng không? Thì hoàn toàn không phải mọi người, nó có sự xuất hiện của cam bergamot và lavender, nó sẽ cân bằng cái mùi hương này lại. Và khi mà mình nghe chai nước hoa này thì mình có cảm giác giống như là những cái mùi hương mà của những cái đồ cạo râu mà cổ điển ngày xưa của người Tây người ta hay dùng ấy, thì nó sẽ là một mùi hương nồng nàn, pha một chút đặc đặc. Và nếu như các anh em sử dụng chai nước hoa này kiểu đi chơi, đi hẹn hò vào mùa Giáng sinh thì mình nghĩ là chắc chắn năm nay anh em sẽ có gấu luôn, tin mình đi. Ok, và đó là ba chai nước hoa mình phải nói là mùa đông này anh em chắc chắn sẽ không lạnh. Và nếu như mà đi chơi với crush thì cái tỷ lệ mà có được gấu trong năm nay cũng khá là cao mọi người. Ok, và nếu như các bạn đã từng trải nghiệm ba chai nước hoa này thì mọi người có thể comment cho tụi mình biết. Và nếu các bạn thấy thích video này hãy cho tụi mình một like và một subscribe để ủng hộ kênh Giải Trí Năm Phong TV của tụi mình nha. Và cảm ơn tất cả các bạn.